Thưa quý vị, mới đây thì hãng dược phẩm Mỹ Moderna đã cho biết mũi vaccine tăng cường được hãng bào chế để phòng ngừa cả biến thể beta lẫn virus SARS-CoV-2 gốc đã tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn đối với một số những biến thể khác, trong đó có Omicron. Moderna cũng cho biết kết quả này là một cái dấu hiệu rất tốt để hãng thực hiện kế hoạch bào chế các vaccine trong tương lai nhắm vào những biến thể của virus SARS-CoV-2. Moderna đưa ra tuyên bố trên sau khi tiến hành thử nghiệm loại vaccine kép ở 300 người. Kết quả cho thấy, từ 1 đến 6 tháng sau khi tiêm, vaccine đã tạo ra độ chuẩn kháng thể trung hòa chống biến thể Omicron cao hơn so với vaccine gốc của hãng hiện được sử dụng rộng rãi. Tiến sĩ Jacqueline Mueller, nhà khoa học hàng đầu của Moderna cho biết hãng không có kế hoạch nộp ngay đơn xin cấp phép sử dụng loại vaccine này, song sẽ nộp dữ liệu cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ để đặt cơ sở cho một ứng cử viên vaccine tương lai ngừa hai biến thể Beta và Omicron.